Kính chào quý vị đến với chương trình phỏng vấn hội luận của đài BYN. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với một buổi hội luận đặc biệt với một vị khách mời đến từ California, với một chương trình mà sắp diễn ra tại thành phố Houston của chúng ta, với thông báo mà quý vị đã theo dõi trên màn hình. Trong những ngày qua, quý vị cũng đã thấy là một chương trình triển lãm những tác phẩm của giáo sư họa sĩ An Phong với chủ đề 40 năm xa xứ. Hôm nay chúng tôi có họa sĩ cũng như giáo sư An Phong đến với lại thành phố Houston, và trước hết thì mời cô gửi lời cùng quý vị khán giả. Trước hết anh Phong xin kính chào tất cả mọi người của đài BYN, với lại chào Quốc Bình. Vâng, có lẽ là quý vị cũng nhìn thấy trên màn hình của chúng ta cũng như là trên bàn cũng có một tác phẩm mà chúng tôi được biết là một trong những tác phẩm gọi là mới nhất, vừa mới được họa sĩ An Phong hoàn thành. Quý vị để có một khái niệm về tác phẩm cũng như thể loại của họa sĩ An Phong. Nhưng mà để mà trước khi vào với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin một chút giới thiệu về họa sĩ An Phong. Kính thưa quý vị, cô hiện là giáo sư của Đại học Cali Poly Ponoma ở Los Angeles, với trên 25 năm trong lĩnh vực hội họa, và cũng như đã có 80 triển lãm ở khắp mọi thể loại, khắp mọi nơi, không chỉ riêng trong cộng đồng của người Việt chúng ta mà kể cả những quốc gia khác cũng như là trong cộng đồng người Hoa Kỳ hoặc là người Tây Phương. Với lần này cô đến tới thành phố Houston trong chủ đề 40 năm xa xứ, thì để bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng với sự tìm hiểu của chúng tôi là 40 năm xa xứ nghĩa là sao trong chủ đề của cô đến với thành phố Houston lần này. Khi mà năm 1992, khi mà anh Phong học kỳ Master Degree, lúc đó tự mình đi tìm hiểu về cái cộng đồng của mình, mà đi vô những cái trường đại học, mà library của trường đại học, trong thư viện, không có thấy những cái tác phẩm nghệ thuật gì của người Việt Nam, của miền Nam. Từ đó mình hỏi tại sao mình không tự mình vẽ, khi mà những cái ống kính của người Mỹ nhìn người tị nạn có những cái điều nó rất là đau khổ. Nhưng mà chính mình thấy được cái điều mà vinh quang, cái điều mà đi qua những cái đoạn đường nó gian nan như thế nào mà tới ngày hôm nay, thì từ đó nó trở thành một cái tác phẩm đầu đề của anh Phong vẽ. Thành ra hôm nay kỳ này mà anh Phong tới với Houston là lần thứ hai, lần thứ nhất cũng khoảng 5-6 năm trước đây ở Việt Art Gallery. Lần này trở lại thì khi mà bác sĩ Hồ Phan Hà mời, thì bác sĩ nói là cũng 40 năm nay mình xa Việt Nam rồi, thì tranh của chị có một cái đề tài nó dính với lại cộng đồng chúng ta, dính với cái lịch sử Việt Nam chúng ta, tại sao không triển lãm? Thì anh Phong nói sẵn sàng làm. Và kỳ này triển lãm có những tác phẩm khoảng 40 tác phẩm, có những tác phẩm rất là lớn khoảng 7 feet, cao hơn tôi nữa, có những tác phẩm rất là nhỏ bằng một bàn tay thôi, thì cái loại thể loại đó vẽ đó là theo cảm hứng đó. Đúng. Và như vậy thì đối với quý vị nhìn thì từ trên qua màn hình quý vị có thể cảm nhận được, nhưng mà quý vị xem những tranh mà tận mắt đó thì chắc quý vị sẽ có được nhiều cảm nhận hơn. Nhưng mà có lẽ là nhiều quý vị cũng đoán ra được là tranh vẽ trên thể loại cái thể loại hiện. Màu acrylic không ạ? Vâng, thì trước hết thì cho một chút về tại sao họa sĩ lại chọn cái loại màu acrylic mà không là màu sơn dầu của bao nhiêu, gọi là cái cổ điển của bao nhiêu họa sĩ đã từng làm rồi, hoặc là màu nước, hoặc là những thể loại khác. Lý do mà anh Phong chọn acrylic tại vì acrylic khi mà mình xài nó mỏng, nó loãng như là màu nước, khi mà mình xài nó dày, nó giống là tượng luôn, là ba chiều luôn, thì những cái đó nó hợp cho tính của anh Phong. Cái thứ hai nữa, anh Phong hay nóng tính, màu phải khô nhanh, chứ cùng màu mà xài màu dầu đợi cả năm chưa khô làm sao mà vẽ. Cái thành ra thấy là acrylic rất là hợp với mình. Acrylic ra đời ở các nước Tây Phương cũng khoảng 75 năm nay, là những sản phẩm mới đối với những người họa sĩ dùng. Acrylic có những cái điều đặc biệt của nó là nó là chính là màu, bột màu pha với lại cao su. Thành ra màu có tính cách giãn nở được, nó không bị khô, nó không bị nứt, để lâu không sao. Với lại những họa sĩ Mỹ họ cũng xài cái màu của acrylic để vẽ tường, người ta gọi là mural, thì bức tường mà vẽ cả 20 feet, 30 feet mà để ngoài mặt trời, màu không phai. Nhớ đó là những cái đặc điểm mà anh Phong chọn để mà xài acrylic. Vâng, quý vị có thể cũng thấy được là trên cái tấm tranh hiện bây giờ chúng ta đang có trong phòng thâu đó, thì cũng thấy là cái màu nó khô rồi nhưng mà nó nổi lên trên cái tranh luôn. Thì người ta nói là người mà vẽ tranh những thể loại mà màu nổi như vậy thì thấy cái nét nhìn đó, cái cảm nhận thì thấy nó có vẻ bạo, có vẻ như là gọi là cá tính mạnh, cái cá tính mạnh. Thì có phải là nó thể hiện một điều gì đó đằng sau người họa sĩ không? Cái hơn của anh Phong là khi ở Việt Nam thì năm 1977, sau khi học xong lớp 12, thì anh Phong đi thi vô trường cao đẳng mỹ thuật Gia Định.
không được đậu, tại vì gia đình không phải đặc biệt. Lúc đó tự nhiên mình thấy mặt trời là cả bầu trời sập đổ trước mặt mình. Rồi đạp xe đạp đi vòng vòng thành phố Sài Gòn mà gọi là Hồ Chí Minh lúc đó, thấy người ta ngủ ngoài dưới đất rất là nhiều. Khi xong rồi sau này anh Phong có dịp đi qua tới Mỹ, khi mình vượt biên qua tới Mỹ đó, thì lại có dịp đi học hội họa trở lại. Lúc đó là thì cách trở thành một cái hên là nhờ như vậy mà anh Phong học của người Mỹ. Là cái cách vẽ là mình không bị gò bó, không bị gì hết, mà mình vẽ thẳng. Thì cái lối vẽ đó người ta gọi là thể hiện, cái chủ nghĩa thể hiện, là không có tô sẵn màu, không có tô sẵn nét hết, mà đập màu vào đó. Nó đi với các cá tính của mình, tại vì là cái gì đó giữ trong nội tâm mình rất là lâu á. Khi mà mình đổ nó ra làm như nó bùng nổ ra, mà khi nó nổ ra mình không có kiềm hãm nó được, thì chính những cái nét màu đậm lợt chứ dày dày với là mỏng của nó thích hợp với cá tính của mình. Nhớ lần đầu tiên mà anh Phong còn nhớ là 25 năm trước, khi mà anh Phong triển lãm ở quận Cam, thì cái ông Mỹ đó là ông director, ông nói tại sao cô không mời những người Việt Nam tới coi. Thì anh Phong đi với ông đó xuống quận Cam, chính những nhà báo nhà văn lúc đó ở đó mời tất cả những người đó tới coi. Cái điều đầu tiên mà họ coi xong họ giật mình, họ không ngờ anh Phong lại là một người đàn bà chứ không phải đàn ông. Khi mà họ nhìn trên họ tưởng là đàn ông, thì cái nét dễ bạo. Cái thứ hai nữa, họ cũng thương, họ nói thôi từ nay cô dễ hiền lại chút đi để dễ bán, chứ cô mà dễ giữ ai mà mua. Nhưng mà mình nghĩ thì đó chính là cái gì mình thích. Mình muốn, mình làm. Thành ra tới ngày hôm nay anh Phong cũng không có vẽ bông hoa được. Phải nói là một cách khác thì người ta yêu họa sĩ cũng vì cái tính cá tính của cái bức tranh nữa. Nhưng nếu không thì mình thành là gọi là tranh thị trường. Đúng rồi. Để cho nó cũng nhìn nó chung chung mà ai vẽ cũng thấy nó giống nhau. Nhưng mà để mà có một cái nét riêng mà trong lần này mà chúng tôi thấy một loạt những cái tấm tranh mà họa sĩ An Phong đem đến thành phố Houston thì nó bàn bạc. Mà phải nói nhìn chung đó thì cảnh biển rất là nhiều. Hoặc là cái cảm giác quý vị có thể là một cái nét trừu tượng hoặc nét thể hiện nào đó đó quý vị nhìn thấy đó, quý vị tôi chắc chắn rồi quý vị sẽ cảm thấy được là cảnh biển và cảnh sóng gió. Đúng rồi. Như vậy tại sao vậy? Theo tôi thấy bất cứ những người nào mà ra khỏi nước Việt Nam, dù cho đi máy bay hay đi thuyền, thì cũng có một dịp nhìn thấy Thái Bình Dương. Thì cái Thái Bình Dương nó gắn với đời sống mình từ hồi sống ở Việt Nam tới ngày hôm nay. Nó cũng là một cái đặc tính như là một cái identity cho mình. Hình như anh Phong lấy đó làm một cái chủ đề là Thái Bình Dương. Nhiều khi tại anh Phong sống ở Cali, nhiều khi ra ngoài biển Long Beach mà nhìn Thái Bình Dương, tự nhiên mình nghĩ tới bên bờ bên kia là dân mình còn sống bên đó. Họ còn cực như thế nào, cuộc sống họ như thế nào, nó khác cái cuộc sống của mình đang sống ở Mỹ như thế nào. Cái đó là chính là cái cảm xúc khi vẽ. Với lại cái thứ hai nữa là khi anh Phong vẽ, anh Phong thích đường cong. Nó hợp tính phụ nữ, nó có một cái đường organic, nó cong đó. Hình như biển nó lại có cái đường cong đó. Thành như anh Phong xài những cái đường cong của biển rất là nhiều. Hình như khi mà quý vị nhìn biển, không phải lúc nào cũng xanh, có lúc màu xanh lá cây, có lúc màu tím, có lúc màu đen, nó có đủ thứ màu, tại vì biển nó thay đổi đủ màu hết trơn. Cũng như cái hành trình của chúng ta khi mà đi từ Việt Nam tới đây, mỗi người có một cái hành trình, có người có màu hồng, có người có màu vàng, có người có màu cam, có người có màu đen. Thì anh Phong xài hết tất cả những cái màu đó trong tranh. Nếu mà quý vị có dịp đến coi tranh sẽ thấy được cái màu đó, thì tự mình đi tìm coi bức tranh nào nó nói chuyện với mình, thì lúc đó mình sẽ thấy là bức tranh nó gần gũi mình nhiều hơn. Vâng, và có lẽ là một trong những người cũng ra đi và cũng gắn bó với những cái... nếu mà gọi là kỷ niệm thì cũng không phải là kỷ niệm thường cái gì đó đẹp, nhưng mà có những cái dấu ấn trong cuộc sống của những chuyến hành trình vượt biên vượt biển đó, nó cũng hành trình cùng với nhiều người Việt Nam ở tại hải ngoại này, mà đặc biệt trong cái dịp 30 tháng 4 này với một cái chủ đề chúng tôi nghĩ rất là thích hợp là 40 năm xa xứ, và nó gắn liền sao với lại người họa sĩ với biển, với những con thuyền và với cái sự trôi nổi của cuộc sống. Tôi nghĩ là thuyền với biển gắn liền với chúng ta rất là nhiều. Tại nước Việt Nam nhìn cái hình chữ S, chỗ nào cũng có biển hết. Hình như biển nó đến với chúng ta rất là tự nhiên kiểu đó. Mà trong tranh của anh Phong cũng có xài chiếc thuyền. Tại vì anh Phong vượt biên, tình cờ một lần được người học sinh dẫn đi vượt biên, mà người học sinh đi không thành, mà anh Phong lại đi tới. Cái thứ hai nữa, anh Phong khi mà vẽ tranh mà có thuyền, có biển đó, đó là một cách để mà anh Phong trả ơn những người đã đi trước, mà họ đi vượt biên mà không bao giờ tới bờ. Có lẽ giờ này họ còn nằm dưới đại dương hay là nằm ở đâu đó mình không biết. Nhưng mà chính vì cái sự ra đi của họ mà ào ạt xuống biển mà chết, thấy chết trước mặt mà họ vẫn đi, nó đánh động cái lòng người của quốc tế. Mà lúc đó có những chiếc thuyền SOS đi ra ngoài khơi để mà tìm những thuyền nhân để cứu đó. Nhờ như vậy mà anh Phong sống được ngày hôm nay. Thế nhưng khi vẽ nó là một cái sự cảm ơn. Cảm ơn những người đi trước cho chúng ta sống được ngày hôm nay, có một sự thanh bình và hạnh phúc ở nước Mỹ này. Thì cái đó là một cái cách mà anh Phong vẽ về những chiếc thuyền.
Còn cái nữa, khi mà mình nhìn chiếc thuyền của Việt Nam, thường là những chiếc thuyền rất là nhỏ. Nó giống như người đàn bà, mà khi mà người đàn bà mà chưa có lấy chồng, người ta cứ gọi là thuyền chưa cập bến đó mà. Nó cứ lông đông, nó cứ lang thang, nó trên biển, nó rất là mênh mông. Anh Phong thấy nó đẹp, anh Phong thấy được cái tự do của nó đó. Nhà khi vẽ chiếc thuyền, thường hay vẽ chấm một chiếc à. Thì đến lúc đó là tự mình chống chọi với cuộc đời, tự mình chống chọi với xã hội bằng cái cuộc sống của mình, thì cái chiếc thuyền nó có nhiều cái ý nghĩa trong đó, trong tranh. Mà có lẽ nó cũng là một cái cuộc câu chuyện của nhiều người Việt Nam, nó cũng liên hệ với bao nhiêu những cái sóng gió mà quý vị nhìn thấy, mà cái tấm tranh ngay hiện bây giờ đó, tấm tranh mà quý vị nhìn thì thấy là nào là sóng cả, nó cao nó tận hết cái tấm tranh, nhưng mà nhìn kỹ đó thì quý vị có thể cũng sẽ thấy được một vài cái đốm nhỏ nhỏ như hình con người, phải không ạ? Có người đang đi vượt biên nè. Khi mà anh Phong nghĩ lại lúc đó cũng 30 mấy năm rồi phải không? Khi mà chúng ta đi vượt biên á, biển lặng chúng ta không bao giờ đi lọt, tại vì công an đầy hết. Lúc nào cũng phải đợi biển động, mà một khi biển động, chính chiếc thuyền tôi đi là thấy sóng cao hơn cả chiếc thuyền đập vô, mà nhờ cái người tài công giỏi là đánh sóng, tập sóng mà đi, tức là vượt qua sóng mà đi, chứ mà đi ngang là lật thuyền liền. Đó, thì những cái đó nó để lại một cái cảm xúc rất là nặng trong người. Thì nhưng mà anh Phong lại lấy cái đó không phải nói về biển mà nói về đời. Cái đời chúng ta lúc nào cũng có những chuyện nó ập vô mặt mình, là mình phải đối diện như thế nào. Cái sống chết trước mặt mình, mình đủ can đảm mà đi vượt qua cái sống chết để mà còn sống còn hay không. Cái đó nó trở thành cái chủ đề của tranh. Thành ra khi mà nhìn biển, không phải chỉ biển không, nó mang một cái dấu ấn ngoài sau lưng. Cái dấu ấn nó chính là cái dấu khắc dấu mạng thuyền, mà thời gian chúng ta ra khỏi cái mạng thuyền nó khác đó. Ngày nay biển vẫn còn đó mà chiếc thuyền nó hết rồi. Thành ra mình khi vẽ, mình khắc lại một cái dấu cái thời gian sống của cuối thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ thứ 21, để mọi người sau này khi mà các con cháu nhìn lại cũng còn nhớ cái thời gian đó có những chiếc thuyền được khắc dấu như thế nào. Thì cái tranh của anh Phong mang cái chủ đề đó, mang cái cảm xúc đó đến mọi người. Quả thật là không thể thích hợp hơn được là lúc nào hết. Đúng vào cái thời điểm mà cộng đồng của chúng ta ở khắp mọi nơi đang làm một cái tưởng niệm 30 tháng 4, cũng đánh dấu một cái hành trình của không phải chỉ mỗi một cá nhân, nhưng mà cả một dân tộc Việt Nam đi hành trình tìm tự do. Mà như họa sĩ An Song mà nói đến đó, biển mà lặng thì cái đó là thời điểm quá tốt để chúng ta đi vượt biên, nhưng mà lại không chọn được cái thời điểm mà nó tốt lành như vậy, mà phải chọn cái lúc mà nó khắc nghiệt nhất. Có nghĩa là người Việt Nam chúng ta phải đối đầu với rất là nhiều những cái khắc nghiệt, mà nhìn lại một cái chặng đường đi qua đó thì cảm thấy rất là thấm thía, rất là nó tạo một cái cảm giác mạnh. Mà phải nói là trong cái tranh của họa sĩ An Phong, quý vị cũng thấy những cảm giác mạnh đó, mà họa sĩ cũng có hay chia sẻ là những cảm giác và những cái tình cảm nó đến rất tự nhiên, và nó được một cách chuyển đạt thành là một tấm tranh theo cảm hứng, và cũng như là theo tùy những cái câu chuyện nó đến như là một cái giấc mộng. Thì họa sĩ có thể cho biết được là nếu mà một tấm tranh mà thực hiện thì đối với họa sĩ thì nó sẽ là một thoáng 5 phút, hay là cái nếu mà nó khó khăn nhất là điểm gì và bao nhiêu lâu thì xong một tấm tranh? Để trả lời chú Quốc Bình thì cái đầu tiên mà nói đó là khi mà mình chúng ta viết về văn chương Việt Nam á, thường chúng ta viết về chữ Việt, mà các em lớn ở đây nhiều em chưa có cách đọc được chữ Việt, mà có nghĩa là read between line đó, hiểu được cái ý đó, mấy em chưa hiểu nổi. Nhưng mà hội họa tạo hình có thể đem được cảm xúc cho các em cho đời sau. Thành ra khi mà anh Phong sử dụng tạo hình như vậy thì dễ đi đến những em trẻ hơn, lấy màu với lại bố cục đập vô mắt em dễ hơn, mà hấp dẫn mấy em tới gần hơn. Đó là một điều mà khi mà Quốc Bình hỏi về cái cách diễn đạt á, anh Phong là một cô giáo, nhờ như vậy là có một cuộc sống ổn định. Thành ra có những thời gian khi vẽ không nghĩ về tiền, nhưng mà nghĩ là sức mình vẽ tới đâu, mình chống chọi tới đâu mà vẽ tới đó. Nó là một cái điều mà thử thách cho mình. Thành ra nhiều khi chính là lúc mà tan sở về, đi làm về, lái xe một tiếng đồng hồ từ trường đại học về tới nhà, cái lúc đó tự nhiên ý nghĩ lên, ý nó hiện ra đầu, như là có những cái giấc mơ nó hiện ra trước mặt mình. Về nhà phải bắt những cái giấc mơ đó bỏ vô tranh, nếu không là giấc mơ đó biến mất, lại một giấc mơ khác hiện ra, lại có một bức tranh khác hiện ra. Nó ngộ như vậy đó, nó đến như vậy, nhưng mà mình phải làm việc với nó, nếu không là nó không có trở lại nữa. Thành ra khi về nhà mà bắt một bức tranh đó, nó có cái khác biệt là bức tranh nó nằm ở đây, nhưng mà người họa sĩ mình phải lấy từ trong não đi tới mắt, qua cái tim với cảm xúc mới ra tới bàn tay. Thì cái sự chuyển tiếp đó nhiều khi nó phải phối hợp với nhau nó mới ra được bức tranh. Có khi ra được, có khi ra không được. Có khi bàn tay không nghe lời, có khi tâm mình không mở, có khi tâm khép lại, có những lúc nó không có đi thông đó, làm như mình đánh lộn như bức tranh luôn. Tại bức tranh nó lớn mà mình đánh lộn với nó, phải ngừng, phải tĩnh tâm xuống. Hình như có những bức lớn tôi vẽ tới 2 năm mới xong, nhưng mà khi mình nhìn vô á, quý vị sẽ thấy cái quá khứ là tôi, khi mà tôi bôi xóa những cái nét cũ á, tôi không bôi hẳn 100%, tôi bôi 80%, còn hiện lại những cái quá khứ trong tranh, tôi lại bỏ một cái màu mới để mà
chồng lên cái màu cũ, hay như lúc nào cũng thấy những sự chồng chất, nó giống như kỷ niệm của người. Nhiều khi mình không nhớ hết đâu, nhưng mà cái kỷ niệm nó về, nó đi, nó lại có một kỷ niệm khác nó về. Hình như những lúc đó cái mạng nó cứ chồng chất với nhau, nó cứ quyện với nhau, nó thành một bức tranh, nó có sự phức tạp đó. Nhưng họa sĩ nói là vật lộn với nó. Đúng rồi. Mà đến độ mà phải mệt luôn nữa. Có nghĩa là cái nó hao tổn tâm lực của mình để mà nó hoàn thành một cái tấm tranh nếu mà nó đúng theo ý của mình. Đúng rồi. Cái lý do mà Anh Phong chọn cái lối vẽ như vậy á, đó là một cái sự thử thách. Cái thứ hai, khi mà đi học ở trường đại học của Mỹ, họ dạy mình khi mà học hết những cái luật về nghệ thuật, bắt đầu đi phá luật. Phá luật mới thành họa sĩ, theo luật là thành thợ. Cảm được một nghệ thuật thì phải nói là một cái tiến trình của không phải là dễ, nhưng cũng là một sự tự nhiên của con người. Nhưng mà quả thật thì không biết là họa sĩ Giang Phong cảm thấy như thế nào về cái môi trường của chúng ta ở tại hải ngoại này, đối với lại những người làm nghệ thuật và những người appreciate nghệ thuật, có đủ cái thị trường hoặc là đủ cái môi trường cho tung cánh những người họa sĩ không? Cảm ơn Quốc Bình hỏi cái câu này. Cũng như Quốc Bình đã nói là chúng ta ai cũng có, trong tim mình có một phần thưởng thức nghệ thuật. Nhưng mà vì nhất là first generation mình tới đây á, những người mà đi trước đó, họ phải khép lại cánh cửa đó để đi làm, để đi kiếm tiền, để đi kiếm sống. Không những nuôi mình mà nuôi cả gia đình còn ở Việt Nam, hay lo chồng, lo con đủ thứ. Thì họ phải khép cái cánh cửa đó. Mà tới 40 năm nay, nhiều khi họ chưa có dịp mở lại cái cánh cửa về thưởng thức nghệ thuật. Thì anh Phong hy vọng là lần này nếu mà có dịp quý vị đến để nói chuyện với anh Phong, tại vì tôi cũng mở cái cửa đó lâu nay để mà tìm hiểu nghệ thuật, thì rất là dễ để tôi nói chuyện với mọi người. Ngay cả từ cái cách vẽ, bố cục vẽ, nội dung vẽ, hình thức vẽ, tại sao vẽ, vẽ như thế nào, tại những cái đó tôi có thể trả lời được. Thì lúc đó có lẽ là tôi lại mở lại cánh cửa của quý vị để quý vị vô đó để tìm những cái hoa lạ trong lòng mình, để mà có cái cách cộng hưởng lại cái cuộc sống với lại cái thăng hoa của mình, để có cái đẹp trong đó. Dạ. Nhưng mà câu hỏi này ngoài lề một chút thì không phải là chuyên môn của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi thấy là màu nước đó thì nó loang nhanh và loang lẹ. Thì nếu mà đối với lại họa sĩ Em Phong nói về cái sự mà nó biểu đạt cái cảm xúc, nó phóng khoáng mà nhiều khi mình không muốn cái giới hạn đó, thì tại sao không chọn màu nước mà lại chọn cái màu acrylic mà quý vị cũng nhìn thấy tranh đó, là nó đôi lúc nó dày, đôi lúc mình cảm thấy nó bị ghìm lại, bó lại cái bức tranh của mình mà nó không cho mình thoát. Màu nước là một cái màu rất là đẹp. Nếu như những cái viên kẹo ấy á, nó ngọt lắm, nó đẹp lắm, cái màu nó rất là tươi. Nhưng mà khi mà xài màu nước á, khó mà chồng màu lên. Một khi xong nó trồng màu khác lên, nhiều khi nó bị hư màu. Acrylic nó cho phép mình cái đó, nó trồng màu. Cái thứ hai nữa là khi anh Phong vẽ nó 3 chiều, nó không phải 2 chiều, tranh của anh Phong thành tượng luôn. Hình như vẽ màu nước nó không đủ để mà chứa cái sự cảm xúc của mình vô đó. Mà khi vẽ bằng màu nước mình xài giấy, mà vẽ bằng cái lối vẽ của anh Phong nhiều khi xài gỗ, nhiều khi xài canvas, nó dày, nó mới đủ chịu đựng cái sức của 3 chiều đó, trong nó như là relief á, nó nặng như vậy. Thì nhưng màu nước không có, nó không có carry được cái sức nặng đó. Thành ra không xài nó như vậy. Vâng, thì đó là một cái yếu tố về kỹ thuật mà hy vọng là cũng quý vị nào mà thứ bảy tuần này nếu mà đến với lại Viet Art Gallery ở trên đường Bel Air, trung tâm gần chỗ Sinod, mà cũng là cái trung tâm Medical Center của bác sĩ Hồ Văn Hà đó, thì sẽ có một cái buổi cũng sẽ khai mạc đúng 7 giờ tối để mà quý vị có một cái buổi trò chuyện tâm tình, và cũng như là đặc biệt có một chút cái sự thay đổi theo như thông báo mà quý vị thấy là triển lãm là thứ bảy chủ nhật, nhưng mà có một chút cái sự thay đổi mà chúng tôi thấy là ban tổ chức có nói là cái ngày chính thức triển lãm đó sẽ là từ 30 tháng 4, mà chúng tôi nghĩ là hay hơn nữa, 30 tháng 4 của đúng cái kỷ niệm 30 tháng 4 của người Việt Nam chúng ta xa xứ, với cái chủ đề là 40 năm xa xứ, với 40 tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ An Phong trong suốt 10 năm qua, và với nhiều tác phẩm là mới nhất của 2 năm trở lại đây. Thì sự thay đổi đó là có lý do, nguyên do làm sao ạ? Đời không bao giờ mà hạnh phúc được 100%, đời không bao giờ may mắn 100%, lúc nào cũng có một cái gì nó challenge là đời. Là anh Phong đã chuyển tranh qua đây 2 tuần nay, mà tới giờ đang ngồi nói chuyện với lại Quốc Bình thì tranh chưa tới phòng. Là người ta, chúng tôi gọi 4 ngày nay gọi cái delivery company, thì họ nói đang tới mà chưa tới phòng. Hình như chúng tôi không có bỏ cuộc, vẫn làm như thường. Nhưng lúc đó anh Phong phải vẽ tại chỗ, nói chuyện với lại tất cả mọi người, và sẽ chiếu tranh, có sẵn tranh trong computer, sẽ chiếu trên màn bạc.
thì tranh lúc đó hy vọng tới nơi thứ bảy này, có nghĩa là ngày mai, mà nếu không tới thì quý vị cứ nói chuyện với anh Phong. Dạ vâng, thì có một cái sự yếu tố kỹ thuật, nhưng mà thật sự cũng phải nói lên là nội dung của tấm tranh, mà khi nói đến sự vật lộn của người Việt chúng ta với biển cả để tìm tự do thì quả thật là đến bây giờ cũng đang vật lộn với lại những cái yếu tố kỹ thuật để cho được hình thành một cái buổi triển lãm. Cho nên có sự thay đổi là vẫn khai mạc, quý vị đến lúc 7 giờ quý vị vẫn thấy được một số những cái tranh, chẳng hạn như là tấm tranh mà quý vị đang theo dõi, đang thấy đây, những cái trình diễn cũng như là sự đặc biệt hơn nữa là quý vị sẽ được trò chuyện và được nhìn thấy những tác phẩm thật sống mà họa sĩ An Phong sẽ vẽ tại phòng chỗ gọi là triển lãm luôn. Đúng rồi. Mình vượt biên, mình chờ thuyền, chờ 4-5 năm còn chờ được mà. Thì như vậy đó là một số tấm tranh mà chúng tôi cũng mượn một chút thời gian để mà nói đó, để mà giới thiệu cùng quý vị, để mà cái buổi triển lãm có thể là cuối tuần này tranh về kịp, hoặc là nếu không về kịp thì là đúng dịp 30 tháng 4 đến mùng 3 Tây, có nghĩa là thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật của tuần tới, quý vị đã được thưởng lãm những tấm tranh mà theo quý vị nhìn thấy trên màn hình. Chắc hãy đây tấm này đó là tấm có chiếc thuyền. Họ sẽ ra phòng có thể giải thích tấm tranh này ra sao? Khi mà quý vị nhìn tranh thật sẽ thấy chiếc thuyền, và thường là chỉ có một chiếc thôi. Trong chiếc thuyền có những đồ buôn bán như là rau cải trên thuyền, và xa xa cũng có những cảnh mây, cảnh nước, và xa xa ở trên góc trái của bức tranh có một cái lá đang rụng, là thuộc về cái thế hệ trước đi trước để lại cho thế hệ sau. Thì nhá, trong tranh quý vị phải đi tìm thì mới thấy được những cái cảnh đó trong tranh. Bàn bạc về cuộc sống và những sự đối đầu của con người với những cái sự khó khăn và những trắc trở. Nhưng mà chúng ta cũng thấy một vài tấm tranh chẳng hạn như là Lullaby là rồi Twinkle. Người mẹ đang nói chuyện với con trong cái cấp trên là có người mẹ đang bồng con đó, đứa con đang nằm ngủ. Khi mà giữa trưa hè nó nóng hình như anh Phong xài màu nóng. Dạ, màu nóng. Khi mà nói chuyện với con, đứa con nằm ở dưới đất thì màu lạnh là màu xanh, thì lấy hai cái màu đó trộn với nhau mà nói. Và giữa cái người mẹ thì toàn là những cái đường cong của cái organic shape, đường cong của người mẹ đi. Thì cái này nói về cảm xúc của người mẹ khi mà nói chuyện với con, đang ca hát cho con nghe, mà khi mình lớn lên mình không nhớ hẳn tất cả mọi thứ nhưng mà nhớ được cái cảm xúc đó, thì anh Phong bắt cái đó để vẽ. Nhưng mà con tấm tranh này chúng tôi nhìn là tươi hơn, vui hơn, chẳng hạn như là Twinkle. Tấm tranh mà nó cái màu cũng nhìn thì nó cũng tươi hơn. Có cái đây tấm này. Khi mà vẽ Twinkle có nghĩa là người Mỹ, khi mà ru con nó nói Twinkle Little Star. Nhưng mà khi mà anh Phong vẽ nó có cả hai cảnh Việt Nam nằm bên tay phải, những người bán hàng rong ở ngoài sau lưng ngoài những cây trúc á, còn mấy em ở bên Mỹ sống, mấy em nằm bên tay trái. Thì khi mà mấy em mà như vậy, mấy em rất là vô tư, sống ở Mỹ rất là vô tư, không biết nhiều gì Việt Nam. Nhưng mà anh Phong nói cả hai bờ, từ bên bờ bên này qua bên kia, hình như nói bằng những cái cây trúc với nhau, những cây tre với nhau. Thì khi mà mấy em nằm như vậy, từ từ quý vị sẽ thấy cả bên bờ bên Việt Nam. Lý do chúng ta đi tới Mỹ vì chúng ta nghĩ tới tương lai, nghĩ tới các em. Thì chúng tôi thấy có một tấm tranh này cũng là để mà cùng giới thiệu quý vị là tấm tranh Chuyến đi thành công, một tấm tranh thứ tự ở cuối cùng đó. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Đây là cái tấm hình ra sao mà tại sao gọi là Chuyến đi thành công ạ? Bức tranh này anh Phong mới vẽ xong trước khi qua đây, tức là khoảng một tháng trước khi qua. Chuyến đi thành công, khi mà nhìn ở góc trái ở dưới cùng á, có cả hàng trăm chiếc thuyền đang đợi. Thành ra họ phải đi qua sự sống và sự chết. Sự sống đây là một bông hoa, sự chết chính là cái spine, cái cục sống, xương sống của con người phía trong á. Hay giữa cái sống với chết á, có một chiếc thuyền đi lọt là ở phía trên cao phía tay phải, chiếc thuyền nó đi lọt. Thì mình nghĩ lại là hàng triệu triệu lớp người mà đi ra như vậy, có bao nhiêu người sống lọt, có bao nhiêu người đi được, mà chúng ta đi lọt như vậy là một cái hạnh phúc. Thành ra khi chọn cái bức tranh vẽ như vậy là có một chiếc thuyền đi thành công như vậy là như vậy. Trong sự hy hữu cũng giống như là cái hành trình của người Việt Nam chúng ta vượt qua cái sự hy hữu đó để đến được bến bờ, mà có lẽ là tất cả chúng ta mà đến được đang sống ở Hoa Kỳ này là những người rất may mắn. Những chuyến đi thành công đấy. Đúng. Để một lần nữa mời cô có lời kêu gọi hoặc là tâm tình gì trước khi chúng ta rời làn sóng. Tranh hội họa nó giống người á. Khi mà chúng ta chỉ nhìn hình hay là nhìn báo chí, không biết người đó như thế nào đâu. Phải nhìn thật, phải nói chuyện với người thật thì mới biết cái người đó như thế nào, cái tâm như thế nào, tính như thế nào, tính tình như thế nào. Tranh cũng như vậy. Nhìn thật, tại vì tranh vẽ không mỏng mà vẽ dày. Nhưng khi mà mình được sự hấp dẫn của bức tranh vô bức tranh đó, tự nhiên mình cảm được cái bức tranh đó. Chắc là phải mở một lớp hội họa luôn. Cảm ơn nhiều. Rất là có một người tâm tình mạnh, cảm xúc mạnh, và cũng như là có một cái inspiration, có một cái cảm hứng để mà truyền tải. Thì chúng tôi nghĩ đó là những cái đặc biệt của một người nghệ sĩ mà thiên phú đã ban cho họ. Nhưng mà để mà trước khi rời làn sóng thì cái buổi cuối tuần này thì họa sĩ An Phong vẫn ở đó thứ bảy chủ nhật hay là chỉ thứ bảy thôi? Em Phong sẽ ở cả tuần này, không chừng tuần sau nữa. Nhưng mà tuần này rất là quan trọng khi mà quý vị tới.
vì cái hoàn cảnh như vậy đó, anh Văn vẽ tại chỗ. Yeah. Nói chuyện với quý vị tại chỗ luôn. Nhưng nếu mà quý vị tới được thì anh Văn rất là cảm ơn, rất là sung sướng nữa. Vâng, cảm ơn cô cũng đến với chương trình ngày hôm nay. Cũng thưa quý vị, chương trình sẽ được khai mạc vào ngày 7 giờ chiều ngày thứ bảy tuần này, theo như thông báo. Và nếu mà tranh về kịp thì quý vị vẫn có được rất là nhiều tranh để mà thưởng lãm. Mà nếu mà tranh về không kịp thì quý vị vẫn có thể là đặc biệt hơn với sự giao lưu với lại tác giả, tác phẩm và cũng như là những tác phẩm sống thực hiện tại chỗ. Và chương trình theo lịch thì có sự thay đổi, sẽ triển lãm từ ngày 30 tháng 4 là thứ năm cho đến hết cuối tuần của chủ nhật, đó là ngày mùng 3 tây tháng 5, tại Viet Art Gallery ở trên đường Bel Air số 12924, khu trung tâm Medical Center của bác sĩ Hồ Văn Hà, gần đường Sinot mà quý vị có lẽ là nhiều người cũng quen thuộc rồi. Và với chủ đề 40 năm vượt thoát qua hội họa của họa sĩ giáo sư An Phong. Và một lần nữa cảm ơn cô đã đến với chương trình, và cũng như là hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình hội luận lần sau. Thank you.